Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại một vị trí rất là đẹp, đây là tháp Xá Lợi. Và một điểm dừng chân vô cùng thú vị trong chuỗi hành trình của di tích danh thắng Hoàng Sơn. Tháp Xá Lợi nằm ở phía đông của sườn núi Thị Sơn, quay mặt về biển. Đây là một điểm mà du khách có thể nhìn từ rất là xa, từ danh thắng của Hoàng Sơn đi vào Hậu An đều có thể nhìn lên. Đó là một điểm nhấn của danh thắng của Hoàng Sơn. Điểm này thì các bạn mà selfie thì rất là nhiều, và điểm này cũng rất là ý nghĩa đối với những du khách có muốn tìm hiểu về văn hóa Phật giáo ở danh thắng của Hoàng Sơn thì nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Và ngày hôm nay Đình Trực và anh Hòa sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình là sẽ tham quan tại tháp Xá Lợi, tìm hiểu xem có những điểm gì đặc biệt và thú vị ở đây nhé. Tháp được xây dựng từ khi nào vậy anh? Tháp này thì xây dựng năm 1997 và khánh thành 2003. Không biết là vì sao nó lại có tên là Xá Lợi và cái ý nghĩa của cái tên gọi này là gì ạ? Tên Xá Lợi thì nó có ý nghĩa như thế này, tức là trong Phật giáo á, thì trong cái lịch sử để lại á, thì khi mà Đức Phật Thích Ca, tức là ngài khởi nguồn về đạo Phật học á, thì khi ngài vào Niết Bàn thì cái xương của ngài hóa thành một cái loại ngọc, thì cái ngọc Đức gọi là ngọc Xá Lợi, có nhiều nơi gọi là Xá Lợi. Chính vì vậy thì tháp được lấy tên theo như thế. Và chúng ta nên nhớ như thế này nha, có nhiều người nói rằng như vậy thì cái xương mà bây giờ người ta mất xuống trong dưới đất hàng triệu năm sau đó cũng có thể là hóa thành đá và ngọc thì có được gọi là Xá Lợi không? Thì cái đây thì không được gọi là Xá Lợi, mà Xá Lợi là khi người vừa mất vừa tịch diệt thì trong xương đã hóa ngay thành một loại ngọc, thì ngọc đó được gọi là Xá Lợi. Cái đó là theo tương truyền hay là mình có thể kiểm chứng được là cái Xá Lợi này là thật hay là giả? Cái sự kiểm chứng thì mình chưa biết là có kiểm chứng bằng khoa học hay không. Nhưng mà thực ra thì nói rằng là những cái vật mà để lại kỹ vật từ trước đến nay thì hoàn toàn là có thật. Tại vì tất cả các chùa từ Ấn Độ hay là một số ở Đài Loan hay chúng ta thì đều giữ các cái Xá Lợi. Như bạn biết rằng là Thích Quảng Đức, sư Thích Quảng Đức mà chúng ta hay gọi là Bồ Tát Phương Đức, thì từ thiêu năm 63 thì cái quả tim đó cũng hóa thành một cái loại đá rất là rắn, thì cái đó cũng được gọi là Xá Lợi. Theo cá nhân em nghĩ là khi mà cái Xá Lợi nó được tôn thờ tại một cái chùa nào đó thì bản thân những cái người theo đạo Phật họ có một cái tâm linh nhất định, thì người ta hướng về đó và người ta rất mong muốn những cái điều may mắn sẽ đến họ thông qua ngôi chùa đó, thì họ sẽ đến đó và họ tôn thờ cái Xá Lợi Phật như là cái bảo vật của ngôi chùa, đúng không? Đúng rồi, Xá Lợi thì một điều rất là quý hiếm, cho nên đó là nó được trân trọng. Và dĩ nhiên ở đâu có Xá Lợi thì nó làm cho cái mức độ tâm linh tin tưởng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn thôi nha. Còn tuy với Phật học thì nếu mà chúng ta chỉ cầu nguyện không thì nó không đủ, bởi vì tất cả đều là nhân duyên, tất cả chúng ta đều nằm trong luật nhân quả. Thì Đức Phật nói rằng chúng ta có thực hành thì chúng ta mới có gặt hái. Qua những cái gì anh giới thiệu là thực sự là em rất là mong muốn đi vào bên trong tháp và tận mắt chứng kiến Xá Lợi Phật như thế nào. Bây giờ mình sẽ vào bên trong. Bây giờ chúng ta đang vào bên trong của tháp Xá Lợi. Tháp Xá Lợi này thì bên ngoài là bê tông cốt thép, còn bên trong hoàn toàn là bằng đá, từ chân bàn cho đến hương và tất cả các chư tượng của chư Phật, và được tạc bởi người dân ở làng nghề đá Đông Nước. Sau này nó giống như cái bộ tràng nhỏ cho làng nghề. Và hiện nay chúng ta đang hiện diện ở đây thì có ba tôn tượng. Tôn tượng ở giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là người mà sáng lập ra đạo Phật ha. Còn hai bên đó là ngài A Nan và ngài Ca Diếp. Thì đây là hai đệ tử được Đức Phật trao y bát đầu tiên. Và cái ngài A Nan thì được gọi là đệ nhất đa trí, tức là ngài nhớ rất là kỹ. Còn cái ngài soạn lại kinh sách đó là ngài Ca Diếp, thì được gọi là đệ nhất đa văn. Dạ, tháp Xá Lợi này nó được thiết kế theo cái hình lục giác và nó bao gồm là 7 tầng. Thì không biết là ý nghĩa của nó như thế nào, và những cái tháp Xá Lợi khác có phải cũng là 7 tầng luôn hay không? Tất cả cái hệ thống tháp của Phật giáo thì nó có phân nhiều tầng khác nhau, ví dụ 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng vân vân. Thì mỗi một con số trong Phật giáo nó đều mang một cái ý nghĩa triết lý rất là sâu xa. Riêng tháp Xá Lợi thì 6 cạnh và 7 tầng thì nó tượng trưng cho tháp tình lục đạo. Để mà biết được cái kiến trúc của nó cụ thể như thế nào thì chắc là mình phải đi vào cái lối vào và đi lên trên xem như thế nào, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong.
Như câu số 7 mà vừa rồi mình đang nói, thì như Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật nói rằng chúng ta có cái nhãn về ý thị thân ý, tức là lục trần, và tiếp xúc với lại cái bên ngoài nó thanh hương vị xúc pháp á, nó tạo chúng ta có 7 cái tình là thương yêu rồi ghét cõng rồi nóng giận rồi lo sợ rồi vân vân. Thì nếu chúng ta thiếu một cái trên cơ thể chúng ta sẽ kém may mắn đi. Nhưng mà khi đầy đủ rồi thì chưa chắc là may mắn, mà chỉ may mắn khi chúng ta có vừa có đầy đủ này, chúng ta biết cách kiểm soát nó. Và chính khi mà kiểm soát tốt ấy, chúng ta sẽ vào các cửa đạo khác nhau được gọi là lục đạo, trong đó là trời này, Phật này, ngọ quỷ, Atala, súc sanh. Đấy là những cái mà chúng ta luôn luôn cái tầng của cái tâm thức ta đi vào đâu. Đây là tầng thứ hai, vậy thì mỗi tầng sẽ thờ những cái tôn tượng khác nhau hay sao anh Hoàng? Đúng rồi, mỗi một tầng như vậy thì có thờ các tôn tượng chư Phật khác nhau. Tầng thứ hai này thì thờ Đức A Di Đà ở giữa, ngài Bồ Tát Quán Thế Âm và ngài Đại Thế Chí. Ta lên trên thì càng nhiều các vị Bồ Tát khác nữa. Bây giờ mình sẽ lên cái không gian tầng tiếp theo. Bên đây thì sẽ có nhiều các cái tượng chư Bồ Tát nữa. Lối đi thì hơi hẹp anh ạ. Đúng rồi, tháp này tại vì xây lục giác cho nên nó là càng lên nó hơi hẹp hẹp nhỏ lại chút xíu. Như anh nói là mỗi một tầng thì sẽ thờ những cái tôn tượng khác nhau. Thì tầng vừa rồi mình đi thì chỉ có 3 tôn tượng thôi. Thì đến đây thì những tôn tượng sẽ được làm theo hình dáng bé lại và nhiều hơn. Đúng rồi, như tầng đây chúng ta đang ở đây, đây là các vị A-la-hán và các chư tổ. Như mới nãy anh nói thì là những vị Phật được thờ tự ở đây, thì tổng số những vị Phật này nó bằng với cái số của kinh chú Đại Bi. Đúng rồi, tức là có một không gian từ tầng này và lên 2 tầng nữa thì là số lượng của các chư Bồ Tát trùng đúng y trong cái kinh của chú Đại Bi. Và ngoài ra mình còn có tầng 7 nữa đúng không? Đúng rồi, tầng 7 thì thờ tháp Phật và có một cái tháp đồng, và trong tháp đồng nó được lưu giữ xá lợi, nhưng mà chúng ta thì không được chiêm ngưỡng ngày hôm nay, bởi vì cái đó phải thông qua các sư và các ngày đại lễ thì các sư mới cho chiêm ngưỡng. Thì mình sẽ tiếp tục ở những tầng tiếp theo. Đúng rồi. Thưa quý vị, với một quãng đường di chuyển xung quanh tháp thì cuối cùng mình cũng đang có mặt tại tầng 7. Đây là tầng trên cùng và có thờ xá lợi Phật, và ngoài ra còn thờ tự 7 vị Phật truyền đăng. Và được biết thì tại cái tháp này thì có thờ tự hơn 200 cái tượng Phật, và được mệnh danh là cái tòa tháp thờ nhiều cái tượng Phật đá. Đúng không anh Sơn? Dạ. Đúng vậy, tháp xá lợi là so với các cái chủ trì danh thắng của Hình Sơn thì gần như là thờ nhiều các vị chư Phật và chư Bồ Tát nhất. Hiện nay đang thờ ở tầng thứ 7, tức là như Trực đã nói, đó là 7 vị Phật truyền đăng. Tuy nhiên ở tầng này thì thường ngày thì du khách không được tham quan ở đây, chỉ có các đại lễ thì các sư mới làm lễ ở tầng thứ 7 này, bởi vì ở đây có mẫu vật đó là xá lợi Phật. Vừa rồi Định Trực và anh Hòa đã tham quan ở trong tháp Xá Lợi, là một cái nơi mà với một cái kiến trúc rất là độc đáo và tinh xảo. Ngoài ra nó còn mang đến những cái thông tin vô cùng hấp dẫn về văn hóa Phật giáo đến cho du khách. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta chọn con đường đi từ thang máy tham quan Thủy Sơn thì tháp Xá Lợi là đây là một điểm đầu tiên trong chuyến đi, và sau đó chúng ta còn nhiều điểm hơn nữa như là chùa Linh Ứng, động Tàng Chơn, Văn Thông Động và động Huyền Không, vân vân. Như vậy, Đinh Trực và anh Hòa đã có một buổi tham quan vô cùng thú vị tại tháp Xá Lợi.
Và quý vị đừng bỏ lỡ qua địa điểm tham quan này khi đến với di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đến đây thì hành trình 360 độ du lịch Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.